Tèn ơi bữa nay bà nội mới gói bánh nè Không biết gói làm sao mà bỏ cơm luôn đó Nói gì chứ bà nội mới gói nhiều quá Cho nên là ăn cơm đâu có nổi đâu Gói bánh xong rồi hấp hấp xong rồi gói Rồi làm hết công việc này tới công việc kia Rồi bây giờ sắp lá rồi phải lao lá thêm một lần nữa để ngày mai gói tiếp tục Rồi lao lá xong rồi bây giờ chuyển qua là để bánh vô bọc Để giao cho người ta Bữa nay quắc đi chợ mua được con cá hú Dương mớ sườn heo Sẵn đó nấu món lạ lạ cho bà nội ăn luôn Tiền ơi mỗi lần mà tôi đi chợ ha Là phải xách đùm đùm đề đề gì đó mới về Chứ không là còn ở ngoài chợ nữa đó rồi bây giờ là lôi cá hú ra nè Dưới ba cái sườn heo đó Cá hú thì tôi để qua một bên tôi rửa sườn heo trước Sườn heo á, thì rửa dưới muối Rồi không biết rửa muối hay là rửa nước nữa Xả nước lên láng gì đó Mình mua sườn heo về á, mình rửa muối lại Rồi rửa sườn heo xong rồi đó Là để qua một bên giờ quay lại con cá nè Con cá hú này á, là cái da nó chân nhớt à Cho nên nó là nhớt nó nhiều dữ lắm Mình phải trụng nước sôi cho nó hết nhớt Xong rồi á, giờ quắt rửa chanh rửa tắc gì đó Cho nó sạch thêm một lần nữa nha với lại con cá này nó cũng tanh dữ lắm nói chung là mình làm hơi kỹ kỹ xíu mình ăn hồi mình nó không có bị tanh bữa nay mọi người biết quắt nấu cái món gì không cá hú với sườn heo mình kho lạc mà ăn heo có dạng lẩu á nghe nó lạ dữ ha nói vậy chứ cái món này quắt nấu hết một lần rồi bữa nay thèm cái món này cái bữa nay quắt nấu lại thêm một lần nữa rồi tẩm ớp gia vị cho xíu đường xíu hạt nêm xíu bột ngọt chứ tỏi với ớt với hành tím đó xong rồi quắt cho một muỗng nước mắm vô nữa ha cuối cùng là mình cho nước màu vô xong rồi mình trộn đều lên nghe mọi người cho nó thấm gia vị vô cá với thịt đó mình nấu chín xong rồi mình ăn nó vừa ăn lắm luôn rồi mình trộn đều lên để qua một bên đi ha rồi bây giờ quắt bắt cái nồi bự bự lên chà bá vậy đó xong rồi cái mình cho xíu dầu vô cái mình để tỏi với hành tím vô ha rồi tới cái khúc này mình phi lên cho nó thơm chứ không vậy chân á mà cái khúc này mọi người có nghe nó xèo xèo không không mà cái khúc này là đổ cá vô nó mới nghe cái xèo bự cho bá luôn rồi cái phần cá ớt hồi nãy với thịt đó rồi mình đổ vô cái mình đảo đều lên nha mọi người xong rồi bây giờ mình múc một ca nước ha cái mình để vô trong cái nồi này rồi cái nồi cá mình đun cho nó sôi lên rồi bây giờ quay lại cái cây cầu nè tèn ơi không phải là quắc không có muốn xây cái cầu này lại để cho bà nội đi nhà con cái là cây cối không có để làm cái cầu này lại Ý là cái chòi của Quắc mà kiếm cây tre lại mà cũng không có nữa Nói chung là hiếm lắm mọi người Còn cái vườn chuối này hả Cái vườn chuối đó của người ta tại quay nhờ vậy thôi Còn đất ở đây hả tờ bao la luôn tàn của người ta không rồi bây giờ quay lại cái nồi cá với thịt kho lạc nè cá thì quắc sợ nó gục rồi quắc mới vớt ra ngoài cái tô rồi mới để qua một bên rồi kế tiếp á là mình để khóm với cà chua vô mình nấu cái món kho nào cũng vậy mà liên quan đến cái kho lạc hay mình để khóm vô nó thơm lắm luôn á mọi người rồi bây giờ mình nêm gia vị ha mình cho hạt niêm vô nè rồi cho tí xíu bột ngọt vô ha kế tiếp rồi quắt cho một muỗng đường vô xong rồi quắt cho một giá nước mắm vô nói chung là quắt nấu theo cái công thức của quắt nha mọi người mọi người mà có muốn nấu theo á mọi người căn chỉnh theo cái khẩu vị của mình nha rồi bây giờ tấp binh ăn kèm nè mọi người tại ngồi nhìn mấy cái món rau này hay là muốn nhớ quê luôn đó à mà quên nói tôi ở quê mà bông súng mà bông điên điển rồi bông bí nữa rồi muốn mà không có phải rau muốn đồng nha rau muốn tàu với kẻ bề xanh với rau nhúc nữa tại ngồi cá hú với thịt sườn ha mà kho lạc mà ăn theo cái dạng lẩu nữa mà nó có ngon quá không vậy xong rồi cái mà để ngồi ghí vô cho nó thơm rồi bây giờ hai bà cháu mời mọi người ăn cùng hai bà cháo nha cháo cháo nóng cháo nóng sáng luôn món gì không món này là món bữa hổm bà nhớ không không quên rồi nói rồi giờ quên rồi cá hú khô lạc mà ăn lẩu, bữa hổm mình ăn mì bữa nay mình ăn cơm ăn cơm Ừ, thường đi, mình dèo à Đó. Nói, nấu từ nãy giờ có rất là nhiều anh chị kêu quắc á làm găng lại cho bà nội đi không phải đâu mọi người quắc không phải là quắc không có làm cho bà nội mà bà nội bác không có chịu làm chứ không phải là quắc không có chịu làm cho nội mà thôi đi mỗi nhà mỗi cây mỗi cảnh mà mọi người không biết là quắc dễ thích như thế nào mà cho mọi người hiểu nữa thôi bây giờ nói về cái vấn đề mà cái món này nè mà nói gì chứ cá hú này mà kho lạc một cái ha mà cộng thêm thịt sườn nữa tao nói ha hết sảy còn mà bảy luôn á mọi người nói gì chứ bà nội bác gắt hết ăn cá hú luôn nấu ra cái món này ha bà nội khen quá trời luôn lê báo với bà nội lần đầu bán lập xưởng bò sẽ ra sao Tiền ơi hổm gà ở nhà tôi há nó mưa dữ lắm luôn Hồi bữa hổm là bà nội bà bệnh Mấy bữa nay cũng đỡ đỡ lại rồi Mấy hổm gà nhà của quắc há mưa dữ lắm luôn cái đường thì trơn trợt bà nội của quắc cái tự bên nhà đi qua bên tròi của quắc đi từ từ chứ đâu có dám đi nhanh mấy gà bà nội bà cũng không có gói bánh nữa là bắt đầu từ đây là hai bà cháu chuyến này là bán lập xưởng rồi nếu bán ok là bà nội nghỉ gói bánh luôn lập xưởng quắc với bà nội đang cầm đó là lập xưởng bò đặc sản của an giang của quắc luôn đó nha mọi người rồi quắc bán cái món gì thì quắc làm cái món đó cho mọi người xem luôn nha mà không bà nội của quắc làm trước tiên là bà nội của quắc á cắt ngó sen ra nè cái clip này là đầu tiên bán hàng cũng là lần đầu tiên bà nội vô bếp bà nội chế biến món ăn ngó sen thì bà nội cắt khúc ra trẻ có làm hai rồi bây giờ quắt đi nhúm than để nướng lập xưởng nè Lập xưởng của quắt bán á là lập xưởng bò nha mọi người Mình chiên nước hay là chiên nước dừa gì cũng ngon Mà đặc biệt con cái mà đem đi nướng là nó cực kỳ thơm nha Rồi cái ngó sen đó là bà nội của quắt sắt ra xong rồi đó Bây giờ á là đem đi ngâm chanh cho nó trắng cái ngó sen Sẵn đó cái bà nội của quắt á Sắt củ cờ gót ra miếng dừa ăn Đây là lần đầu tiên bà nội vô bếp làm món ăn nha mọi người Có gì sai sai mọi người thông cảm nha rồi tiếp tục là bà nội cắt củ hành nè sắt miếng mỏng mỏng gì đó rồi chuẩn bị một thao nước đá xong rồi bỏ vô ngâm cái củ hành sẵn đó cái mà lấy cà gót á mình để cho mình ngâm nước đá luôn để một hồi mình trộn gỏi á là cho nó giòn rồi bây giờ bà nội bầm tỏi nè chuẩn bị làm nước mắm thôi bây giờ tới quát nè Quát đổ một bịch lật xưởng này ra là một ký mọi người rất là nhiều luôn cái bịch trắng trắng quát đang cầm đó là cái bịch hút chấm ẩm nha mọi người yên tâm mà ăn lạp xưởng của quắc nha đặc biệt lạp xưởng của quắc là đem đi nướng ha cực kỳ là thơm luôn ta nói ha nướng trời ơi, nguyên cái sớm là người ta nói nghe mùi hết trơn luôn đó quắc thì ngồi đó là nướng lạp xưởng rồi bây giờ bà nội làm nước sốt nè cho một tí xíu chanh vô tô ha rồi bây giờ để đường khoảng bốn năm muỗng rồi sau đó cái mình để khoảng ba muỗng nước mắm nha có thêm một tí xíu bột ngọt nữa rồi bây giờ bà nội có khuấy đều lên nào khuấy đều tay lên nha cho nó hòa tan gia vị ra xong rồi kế tiếp bà nội để tỏi với ớt vô mình khuấy thiệt là đều lên coi coi nó vừa ăn chưa rồi nói chung là mọi người làm theo các khẩu vị của mình nha tiền ơi cái khúc này ha là lập xưởng nó tương mở ra cộng thêm cái trời mưa lắc gắt này nữa ta nói hé nó se se lạnh lạnh mà ăn lập xưởng nướng này nữa thì hết sảy luôn cũng như hồi nãy giờ quắc cũng đã nói lập xưởng bò của quắc ha mà đem đi nướng rồi á ta nói hé nó thơm dữ lắm luôn quắc thì nướng lập xưởng còn bà nội á bây giờ là bà nội trộn gỏi bỏ ngó sen vô thau ha cho củ cà gót với hành tây vô xong rồi bà nội quậy nước sốt thêm một lần nữa cho nó hòa tan gia vị ra xong rồi bà nội chế vô cái thau gỏi mình chế vừa vừa thôi nghe mọi người kiểu như chế từ từ á để mình trộn lên xem thử coi nó vừa ăn không ờ ơi cái khúc này bà nội tôi mới quên quay cái mà cái bỏ gao vô đó rồi bây giờ lập xưởng cũng chín rồi đó mọi người bà nội của quắc á là cắt khúc khúc miếng miếng ra ờ ơi tao nói lập xưởng bò của tôi ha là siêu nạt luôn mà bà nội tôi có sắc ra rồi tôi nhìn tôi chảy nước miếng thiệt cái chứ rồi bây giờ lập xưởng với gỏi là bây giờ mình lên mâm thôi mà lập xưởng này mình nướng ha mình ăn với gỏi này rồi ha mà mình ăn kèm thêm bánh mì nữa Tao nói xuất sắc luôn Tới cái khúc này không biết có ai mời lem mà liếc gì không ha Rồi bây giờ quắt á, là quắt làm một ổ bánh mì ha Chứ không ăn từ từ được Ăn từ từ kiểu như là nó không có đã Có lập xưởng với gỏi đó Mình để vô mình chế miếng nước mắm vô Tao nói làm ổ bánh mì là tưởng đâu là bán cho người ta không đó nhưng mà không có đâu bây giờ tôi đưa cho bà nội tôi ăn nè lụi hội lụi hội hồi nãy giờ hai bà cháu làm ha bây giờ mới được thưởng thức đó lập xưởng bò ha tao nói ha nó thơm nó dai nó có độ giòn sừng sừng sực mình ăn với bánh mì này cộng thêm cái gỏi của bà nội tôi làm nữa là nó xuất sắc thiệt luôn á lần đầu hai bà cháu làm cái món này cũng thành công quá chứ mà khỏi nói cái món lập xưởng của quắc ta nói nó ngon dữ lắm luôn mà lần đầu hai bà cháu lập nghiệp nữa mong là mọi người ủng hộ hai bà cháu nha quắc cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều mọi người có muốn mua lập xưởng của quắc thì inbox cho quắc nha gỏi bò xương gồng tay thỏ không biết ăn được không nữa mà nghĩ sao nữa đêm đi kiếm mà ngặt con cái bằng ngày là không có dám đi kiếm đi lúc nửa đêm gì nè mấy triệu mà lon cà lon vậy đó Tao nói xe mà chạy qua chạy lại ngay cái đường này nè, tôi đâu có bẻ, Mà họ tôi cũng bẻ hả? À. rồi bây giờ chuẩn bị bắt chớn lấy tư thế để bẻ xương gồng tay thỏ này nè. mấy bữa hổm thấy người ta ăn trên mạng quá trời luôn. trời này đi bẻ cái cái gì? cái này cái gì xương gồng, thỏ này. thấy người ta ăn xương gồng tay thỏ chịu đâu có nổi mà đi lúc nửa đêm vậy nè đi kiếm đang bẻ mà tao nói hai cái tay thỏ nào tay thỏ nấy hay nó bự chà bá không đó nghe bẻ xương gồng á là tôi có xin rồi hồi sớm tôi chui vô nhà tôi chui vô mùng luôn hai vợ chồng đang ngủ tự nhiên tôi bước vô cái hai chồng bạc ngồi vậy cái tôi nói á, cô chú ơi cho con xin cái vài cái uh, xương gồng tay thỏ nha con đem về cho bà nội con mới làm thuốc tèn ơi nửa đêm mày chui vô cái Tao tưởng đâu là đời tới không rồi đó mày ơi là mày mày báo gì vô thôi cha rồi bây giờ là tôi đem về nhà luôn nè sẵn đó xin cái bịch của cô chú luôn rồi đem về nửa đêm tao nói hé vắng que vậy đó rồi hồi sáng tôi đi chợ là tôi quên quay luôn đi ra chợ mua được cục thịt bò nè với mấy cây xương gồng tay thỏ hồi tối tôi bẻ đó đi chợ sớm giờ ha rồi bây giờ tập trung vô chuyên môn nè là tay thỏ này á là nó cũng có gai nha mọi người mình ngắt cái đầu gai ra là mình gọt gọt mấy cái đầu gai ra rồi đó là bây giờ mình sắc miếng miếng vừa ăn ha rồi mình sắc cái miếng uh, xương gồng tay thỏ đó mình sắc mình nhấm nhấm cái miếng vừa ăn vậy đó cái mình để qua cái thau nước mình để để mình ngâm một tí xíu đi xong rồi mình rửa lại một nước rồi bỏ muối vô rửa nhiều lần mình rửa cảm thấy mà hết nhớt rồi được Tại vì cái xương gồng tay thỏ này á là nó nhớt dữ lắm luôn. Rồi rửa xương gồng tay thỏ mà để qua một bên đi bây giờ tới hai cục thịt bò nè. Thịt bò mà quắt mua về là quắt phải rửa muối lại một lần nữa. Bữa nay mua thịt bò về á, mình làm cái món gỏi này vừa độc mà vừa lạ luôn. Thịt bò thì mình sắc miếng miếng vừa ăn ha. Rồi để qua một bên bây giờ mình sơ chế ba cái rau củ. Củ cà gót á thì quắt sắc miếng miếng ra. Xong rồi là băm 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 nhuyễn ra như vậy nè. Rồi cái mình đem cho cá cha ăn luôn cũng được Không ấy thì mình để vô trong cái gỗ lại đi gần hồi mình ăn Chứ cho cá cha là ăn uổng dữ lắm Còn trái ớt sừng châu này á Là mình lạng ba cái hộp với cái ruột ra Xong rồi sắc miếng 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 nhuyễn nhuyễn giống y chang là cái, cái, củ cà gót gì đó Có thêm củ hành tây nữa mà quên quay mất bà rồi rồi bây giờ bắt cái chảo lên ha cho tí xíu dầu vô xong rồi mình cho tỏi với hành tím vô mình phi lên cho nó thơm thiệt là thơm xong rồi cái phần thịt bò nãy mình sắc xong rồi đó cái mình để vô cái nồi này rồi cái mình xào sơ lên rồi bây giờ quắc nêm gia vị nè Một xíu hạt nêm, một xíu bột ngọt Thêm một tí xíu đường ha Thêm một muỗng nước mắm Ủa sao tôi nêm bột ngọt vậy mà ai cũng nói tôi quên hết trơn á Tôi hình như là, là cái khúc này là tôi quên là tôi quên nấu cái món gì luôn đó Nhiều khi mà ông ba với bà má tôi tên gì là tôi nhớ luôn á nghe Thiệt không tin thì đi hỏi ông ba với bà má tôi đi Rồi mình xào thịt bò á mà nó vừa chín tới ha Mà không biết xào thịt bò làm sao mà nước mà nước lĩnh bỉnh luôn Y chang mà nước lũ dâng cao gì đó rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện đó đi Giờ mình làm nước sốt đây, hồi mình trộn gỏi nè Theo tỷ lệ pha nước sốt nha 4132 nha mọi người là 4 muỗng đường, một tí xíu bột ngọt, 3 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước cốt tắc. Rồi bây giờ mình để tỏi với ớt vô cái mình đảo đều một cái nữa nước sốt ha, tao nó kẹo kẹo lại rồi mà nói chung là ớt nhiều nha. Nói gì chứ ớt này không có cay đâu mọi người. Ớt đó là quắc sử dụng ớt sừng trâu đó nó không có cay. Rồi bây giờ mình để xương gồng tay thỏ vô trong cái thao ha. Rồi củ cà gót nè là củ hành tây, ớt sừng châu sắc nhuyễn, xong rồi cái mình cứ nước sốt lên. Tiền ơi tao nói chưa có ăn nữa mà sao mà lúc này ha tao nói nước chảy nước 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 tùm lum nước hết trơn theo như quắc được biết ha là cái xương gồng tay thỏ này nè không phải mình ăn ngon mà nó còn được trị bệnh nữa mọi người tăng cường cho chức năng tiêu hóa xương gồng tay thỏ làm cho món ăn hàng ngày ha cung cấp cho nhiều dinh dưỡng cho cơ thể đó mọi người điều trị hót vị địa điểm tiểu đường đau lưng ha đau gai cuộc sống nói chung là nó nhiều bệnh lắm mọi người tưởng đâu là cây xương gồng này không ăn được hả nó trị được nhiều bệnh dữ lắm luôn không tin mọi người lên google mọi người xò thử ra coi nó nhóc hết trơn á hồi trước giờ ít có ai á mà biết cây xương gồng này ăn trị bệnh đó mọi người rồi gỏi bò xương gồng tay thỏ của quắc đó trộn xong rồi cái mình để vô cái mẹt cái mình để đậu phộng vô cái nữa rồi bây giờ quắc mời mọi người ăn cùng quắc nha làm món gì ngon quá vậy đậu rồng trộn gỏi với uh, đâu cái đậu rồng gì, gì tao làm gì cái này là uh, xương rồng xương rồng tay thỏ trộn gỏi với bò ngon dữ ha. Lần đầu tiên làm món này. Món này món lạ ngon dữ à. Là lạ, em thử cho biết. Ừ. Nào giờ có ai làm món này đâu. Ngon quá. Ừ. Ngon. Nấc không? Ừ. Ngon có ai mà dị ứng mà nhớt nhớt mà món ăn rồi đó là ăn cái xương gọng này không có được đâu nha mình ăn cái cảm giác ha là tôi nói nhớt một họng luôn mà nói gì chứ ba cái này ha quắc ăn hết trơn à nó tốt cho sức khỏe là mình ăn à đặc biệt là bà nội của quắc nè mình cho người lớn tuổi ăn mấy cái món này nè nhất là nó tốt cho cái đường tiêu hóa của mình đó rồi nó tốt cho xương khớp đồ nữa nhà ai mà có người lớn tuổi ha mình có cái cây xương gồng này nè mình làm cái món lạ lạ cho người lớn tuổi ăn thử đi mình chế biến ra nhiều món ăn hơn nữa trời ơi xương gồng này ha tôi nói ăn xuất sắc nghe mọi người hãy gỏi bò xương gồng tay thỏ này như thế nào ha quá hay ok lắm anh nghe hai bà cháu lần đầu lập nghiệp bán ba cái lập xưởng bò nè lần đầu hai bà cháu đóng hàng ta nói ha tính đâu là dễ ăn mới bán lần đầu tiên đâu có biết gì đâu nó còn hơi lụp chụp nhiều cái lắm mọi người à quắc mới bán lần đầu tiên á quắc nhận được nhiều phản hồi từ anh chị có anh chị thì khen ngon nè còn có nhiều người thì chê mắt nói lập xưởng gì mà bán gì mà mắc chứ vậy dạ không phải đâu mọi người vì cái lý do á là tất cả mọi thứ là quắc phải bỏ tiền ra quắc mua tiền hùng tiền băng keo nè ha nhiều khi người ta đặt hàng á người ta đâu có lấy đâu hàng về cho quắt ha rồi hoàng về á rồi phải hê tốn thêm tiền phí vận chuyển nữa nói chung là mọi người ơi cái gì nó cũng có cái giá của nó nói chung là mọi người là khách hàng đó thì mọi người thấy cái sản phẩm chỗ nào ok thì mọi người lựa chọn mà mọi người mua thôi chứ chê mắt chê ghẻ quắt càng dễ thích thì mọi người càng không hiểu khi nào mình bán hàng là mình hiểu được cái cảm giác này à thôi bỏ cái vụ này qua một bên đi hôm gà á cũng có nhiều anh chị ủng hộ rất là nhiều luôn cũng chậm vía in đơn ra quá chờ đơn luôn nói gì chứ quắt ha trả lời tin nhắn nhắn tin ha cho tất cả anh chị mua hàng đó quát chốt đơn quát trả lời ha tối hù tối mịt luôn á lẳng quẳng lẳng quẳng chốt đơn chỉ có hai bà cháu à không phải là làm không kịp tại vì bán lần đầu tiên á hơi lụp chụp không có biết đường luôn quát mà có lỡ giao hàng cái gì mà sai sót á mọi người không cảm cho quát nha gói hàng xong rồi á là phải sắp sắp vô như vậy nè để hồi shipper vô á, cho người ta lấy rồi quát bán cái món gì thì quát làm cái món đó nghe mọi người mà lưu ý nha mọi người lập xưởng bò này á khi mà mọi người nhận được lạp xưởng bò của Quắc á, mọi người bỏ vô tủ lạnh ngăn đá giúp Quắc nha. À quên nữa mọi người lạp xưởng bò này á, đặc biệt á là cái vị nó có vị chua nhẹ nhẹ nha mọi người. Lạp xưởng bò á, mọi người chiên nước hay chiên nước dừa gì cũng ngon. Đặc biệt ha, lạp xưởng bò này á, mọi người nướng ở trên bếp than ha. Cực kỳ là thơm và ngon luôn mọi người. Rồi bữa nay mọi người làm heo quắc ha. Lạp xưởng bò chiên nước dừa mình xào bơ. Cái chén nước sốt mà quắc đang pha đó. Hạt nêm, đường, bột ngọt, nước mắm với ớt bầm nha mọi người. Lập xưởng là quắc khìa với nước dừa. Khi lạp xưởng bò á, đến khi nào mà nó khô nước dừa thì thôi. Rồi bây giờ quắt làm á là nó khô rồi nè. Giờ mình để ra cái dĩa ha. Xong rồi mình sử dụng lại cái chảo hồi nãy. Cái mình dít cục bơ mà để vô mình đảo qua đảo lại cho nó tan bơ ra. Rồi bây giờ mình để tỏi với hình tím vô mình phi lên cho nó thơm ha. Nói chung là cái món này nó cũng dễ làm lắm mọi người. Rồi bây giờ mình cho lạp xưởng bò vô ha. Mình đảo đều cho nó thơm bơ nha mọi người. Xong rồi cái chén nước sốt mà hồi nãy quắt pha rồi đó. Bây giờ quắt chế vô nè ha, nó nghe cái xèo mà nó thơm ơi là thơm luôn. ừ. ừ tôi nói nhìn nó nó đã gì đâu á lập xưởng bò mà mình khìa nước mà mình xào với bơ ha tiền ơi tôi nói hé cơm trắng lên một cái nữa mà không nhứt cái nách thì thôi luôn á rồi bây giờ cái dĩa lập xưởng bò bây giờ nó bị cô lập á nó bị neo đơn làm sao đâu á kiểu như là không có ai ăn nó hay sao á bởi vì nó cô đơn nó cô lập gì đó có dĩa lập xưởng bò rồi đó thêm một dĩa dưa leo chuột nữa nha Chính gốc là dưa leo chuột gõ gàng lập xưởng bò mà ăn với cơm trắng nữa ha thì nó nó khỏi bàn luôn bữa nay làm ha tao nói ha gói hàng quá trời gói hàng luôn chỉ có hai bà cháu rồi rồi đâu đâu có đi ra chợ mua được cái gì món gì đâu sẵn rồi có lập xưởng ở nhà nè lấy ra làm món ăn rồi dứt luôn mà làm theo cái công thức này ngon thiệt nha mọi người tao nói nó đã gì đâu á bà nội của quắc ba nói á ý là lập xưởng nó ngon rồi Xào bơ mà còn khìa nước dừa nữa Tao nói nó ngon còn hơn là cái gì nữa Chị mà ra ngoài này ngồi há ăn cơm Tao nói mắc gửi à Bữa cơm đạm bạc của hai bà cháu kết thúc Sáng sớm bà nội tôi á bà bắt đầu tôi ngồi vậy Bà kêu tôi bầm thịt vịt ra Sáng sớm chưa có ăn gì chân là kêu bầm thịt vịt rồi Tôi bầm gì nè bà bà chữ tôi đó à, bay ơi bay Bay ơi Bay ơi Bay ơi bay ơi <laughs> Trời ơi là trời Cái độ ôn dịch mà thứ thiệt không à Mày không bầm được rồi để cho người ta bầm Thôi đi 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 đi, để tao bầm nè Mày lại đây nè mày đứng đó đó mày mày coi tao bầm nè Xương mày mày tao còn bầm được nữa chi ba cái thịt dịch này Mày không có làm được gì cho mày báo không à trời ơi kêu người ta bầm thịt vịt người ta bầm cũng chửi nữa rồi bây giờ là tôi uh, rửa ba cái uh, ga muốn nè ga muốn mà đổ bánh xèo cũng ngon lắm ủa cái tàu lao cái bông điên điển nói lộn mà cũng quên luôn rồi bây giờ nguyên liệu chính là bột bánh xèo là phải có bột nha đổ một bịch bột trắng rồi ha rồi đổ thêm bột một bịch uh, bột bột, bột bột, uh, bột, bột bánh xèo nói nói hồi cũng là, là là cà 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 lâm luôn không cái này ghi âm ghét rồi nó bị gì chứ không phải là tôi cà lâm đâu không phải cái đó không phải cái miếng mà để vui đâu nha bột hai cái pha trộn lẫn lại ha rồi xong cái mình để một, một tí xíu bột nghệ vô rồi bây giờ để nước cốt dừa vô nè nhức với nhì gì đó chế vô hết đi xong rồi cái mình khuấy bột lên khuấy đến khi nào mà nó nhão nhẹt như vậy nè là chưa có được đâu mình phải chế nước lạnh vô khi nào mà nó nhão thì là nhão cái mình chế nước vô thêm Xay qua cái bà nội tôi bếp xào thịt vịt mà xào khéo lắm á nghe khéo dữ lắm luôn á mà xào mà có cục bự cục nhỏ cục to luôn Bột mà nãy giờ tôi khuấy hay là chưa xong luôn nói chung là hai bà cháu làm đồ ăn hay là khéo dữ lắm luôn khéo dữ dằn luôn hai bà cháu của tôi hay là số 1 ha không có ai mà số 2 đâu nghe thấy vậy đó chứ bà nội tôi xiên lắm vừa có bánh mà vừa đổ bánh xèo luôn sáng tôi hất dĩ là tôi không có biết gì hết trơn loại đầu tôi ra làm tùm lum tà le chân tôi không biết gì hết rồi bây giờ nguyên liệu là chuẩn bị đầy đủ hết rồi đó là cái khúc này chưa có đủ đâu lúc pha bột không có nói gì hết trơn gần đổ rồi hỏi mày để hột dịch vô hột gà vô chưa chưa có nhớ gì đâu Hồi nãy tao cũng tưởng đâu mày để rồi Cho nên là tao tính là tao để nữa Mà ai về chưa để cái gì hết trơn Đó bà nội tôi khéo không Đổ dữ lắm ha Tao nói khè lửa cả luôn Mà nói về cái bánh xèo này ha Người miền Tây mình nó là đám vỗ đám quải gì á Hay là mùng năm tháng năm ăn Tết nửa năm rồi đó Là hay đổ bánh xèo ăn dữ lắm Tao nói ha kéo nhà mà bằng gà bằng vịt ha Vịt á thì đổ bánh xèo Còn gà thì nấu cháo Làm gỏi với bông chuối ha là bắp chuối đó ở miền tây hay là đa dạng món ăn dữ lắm nói gì chứ bà nội tôi bé thèm á là bé làm à chưa ở đó mà để mùng năm tháng năm gì bữa nay á là mới có mùng à, mùng hình như là mới có trong mùng mà tôi không nhớ mụn mấy nữa là mà nội tôi bá trong mùng là bá bá chọt ra cái là bắt đầu là bá đổ bánh xèo luôn rồi bây giờ mặn nước mắm hồi mình chấm bánh xèo nè hai muỗng đường hai giá nước mắm một tí xíu bột ngọt hai giá nước lạnh nha xong rồi cái mình khuấy đều lên ha cho nó hòa tan hỗn hợp vậy đó rồi bây giờ mình để tỏi ớt vô cái nữa mình khuấy đều lên rồi bây giờ mình cho chanh vô ha mình cho vô đó là theo cái tỷ lệ của mình là theo cái khẩu vị của mình đó nghe mọi người mỗi người mỗi làm khác nhau rồi bây giờ mình cho giá ủa cho cà gót vô là củ cải đỏ mình sắc nhuyễn ra như vậy nè để hồi mình ăn với bánh xèo á ơi ờ, cái bánh xèo này mà nội tôi làm khéo quá sao mà tôi thấy nó nhìn nó trắng nhách à mà khéo dữ lắm luôn nha nhìn cái bánh xèo tưởng đâu là như cái bông bưởi gì đó nó trắng trắng làm sao hình như là hiếu nghệ hay gì đó bánh xèo hồi đó giờ người ta ăn dưới bánh chén hoặc là người ta cuốn dưới gao là người ta cuốn bánh chén dưới gao á còn là tôi chơi là tôi giống như gan là ăn bún gì đó để vô tô gì nè rồi trang nước mắm lên mà mà dứt họ chứ không có gì hết trơn tôi là tôi ngược đời với người ta không mà không có giống được bánh xèo mà mình vừa đổ ra rồi hết ăn ngon dữ lắm nói chung là ăn trong tô hay là cuốn bánh chén họ nó có đường nào nó cũng về la mã hết trơn à mà thiệt hồi đó giờ có ăn cái kiểu này đâu mà ăn cái kiểu này sao mà nó cảm giác như là mình ăn bún gì đó rồi bà nội của tôi á bà làm bánh xèo xong rồi đó bà mệt bà đau có ăn có nổi đâu bà xây qua bà ngồi một góc như vậy đó ngồi á bà nội bà khỏe bà mới ăn tiền ơi làm chi cho dữ vô vừa làm bánh ít mà còn đi làm bánh xèo một cái nữa rồi hết sức rồi bây giờ nằm luôn thấy gì chứ bà nội bà làm hết sức rồi đó lớn tuổi rồi mà làm quá trời làm quá cũng phụ nhiều lắm mà mà không có chịu nghĩ làm bánh ít bà nội bà hứa với Quất á Quất bán lập xưởng được nhiều ha bà nội bà hứa bà nghĩ làm bánh luôn á nói vậy đó không biết có nghĩ không nữa bánh xèo mệt của bà nội tôi là hết rồi đó